thưa bà con và các bạn, để xác định hiệu quả của phân bón mới cho cây lúa, vụ hè thu năm nay, Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Kiên Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi Thành phố Hồ Chí Minh và bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh trình diễn khảo nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Agribio trên cây lúa. Kết quả bước đầu cho thấy nông dân sử dụng loại phân mới này ở các điểm khảo nghiệm không chỉ giúp cây lúa hè thu phát triển tốt, gia tăng năng suất mà còn giảm khoảng 30% lượng phân hóa học so với trước đây. Mô hình khảo nghiệm sử dụng phân hữu cơ vi sinh Agribio được triển khai 4 điểm trong vụ hè thu năm nay ở xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao và xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất. Mỗi điểm khảo nghiệm có diện tích 1 hectare, được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi khuyến cáo nông dân sử dụng sản phẩm này ngâm hạt giống trước khi sạ và phun cho lúa 3 lần. Lần thứ nhất lúc lúa từ 10 đến 12 ngày sau khi sạ, lần thứ hai lúc lúa từ 40 đến 45 ngày tuổi và phun lần thứ ba sau khi lúa trổ đều. Tôi xài cái sử dụng APO này thì đối với cái ruộng hiện nay thì đang sử dụng là 1 hectare. Do cái đối chứng thì cái hiệu quả của nó là hiện nay thì về cái sâu thì nó lại là không bình sâu, ít sâu so với cái ruộng mà là đối chứng của tôi cùng một cái giống. Thứ hai nữa là cái phân thì tôi thì hiện nay thì cũng đang là sử dụng là mấy cái kia thì một công là một bao, nhưng đối với cái phân này hữu cơ này thì còn giảm xuống còn là 25 kg trên công tầm lớn. Về cái năng suất thì hiện nay thì tôi cảm thấy là nó theo cái đối chứng thì 1 hectare là trên một ruộng lúa hiện nay thì xài cái phân bio này, vi sinh này đó là theo tôi nhận xét và đánh giá là khoảng 6 tấn 3 đến 6 tấn cử, với ruộng đối chứng là khoảng 5 tấn 8 và 6 tấn. Bà con nông dân tham gia mô hình trình diễn khảo nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Agribio trong vụ lúa hè thu được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi hỗ trợ phân bón trị giá 2 triệu 170 ngàn đồng và được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp và sử dụng phân bón hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong canh tác. Đây là một loại phân sinh học thân thiện với môi trường và được làm từ thiên nhiên 100%. Phân Agribio nó có vai trò như một chất kích hoạt tiềm năng đất, thúc đẩy quá trình hoàn thổ đất, mang những dinh dưỡng thiết yếu cho sự sống cây trồng và tái tạo nên một hệ sinh thái bền vững. Nhờ được hỗ trợ phân bón cho nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật và khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp thăm canh, nên lúa ở các điểm khảo nghiệm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Agribio trong vụ hè thu năm nay ở một số huyện trong tỉnh đều phát triển tốt, cứng cây, ít đổ ngã, hạn chế sâu bệnh so với những vụ lúa trước, và năng suất đạt cao hơn nhiều so với ruộng đối chứng không sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Agribio. Để đánh giá cái hiệu quả sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh Agribio thì trong vụ hè thu vừa qua thì Trung tâm khuyến nông khuyến ngư cũng đã triển khai một số cái điểm trình diễn để theo dõi cái kết quả của sản phẩm. Thì qua theo dõi chúng tôi ghi nhận một số cái chỉ tiêu năng suất và các chỉ tiêu nông học như sau. Ví dụ như về cái chỉ tiêu năng suất thì chúng tôi thấy rằng là trên các cái điểm mà trình diễn thì lúa đạt cái năng suất so với bên ngoài các cái ruộng không sử dụng cái sản phẩm này là khoảng từ 300 kg đến 1 tấn 3 tùy theo cái địa bàn chúng tôi triển khai. Rồi đối với cái mức độ phản ứng với sâu bệnh thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là các cái ruộng trình diễn thì cái mức độ xảy ra sâu bệnh ít hơn, chính vì vậy mà nông dân cũng giảm các cái lần phun xịt và so với các điểm xung quanh thì nông dân chỉ sử dụng 2 đến 3 lần trên một vụ thôi, còn các vụ xung quanh thì bà con có thể sử dụng 5 đến 7 lần trên một vụ. Rồi chúng tôi cũng ghi nhận các cái chỉ tiêu nông học, ví dụ như là chúng tôi ghi nhận cái tỷ lệ hạt lép trên cái bông thì chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ hạt lép nó thấp, nó chiếm từ 11 đến 17% tùy theo điểm. Và nhờ cái tỷ lệ hạt lép như thế thì cái năng suất của các ruộng lúa nó đạt được tốt hơn. Và chúng tôi kỳ vọng là trong các vụ tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái thử nghiệm này để đánh giá cái khả năng giảm phân hóa học
cho cái sản phẩm này như thế nào tại các đồng ruộng của địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ những kết quả đạt được trong vụ hè thu năm nay, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Kiên Giang sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Lợi và bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh tiếp tục trình diễn khảo nghiệm phân hữu cơ vi sinh Arabio trong hai vụ lúa tới, để cơ quan chuyên môn có cơ sở khoa học xây dựng hoàn chỉnh quy trình sử dụng loại phân mới này phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng sản xuất của tỉnh, đồng thời hướng tới xây dựng vùng sản xuất lúa sử dụng sản phẩm hữu cơ vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng nông sản hàng hóa. Thưa bà con và các bạn, để tiếp tục xác định hiệu quả của phân bón mới cho cây lúa, vụ đông xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Kiên Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi thành phố Hồ Chí Minh và bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh trình diễn phân bón hữu cơ vi sinh Arabio trên cây lúa trong vụ đông xuân. Kết quả cho thấy nông dân sử dụng loại phân mới này ở các điểm trình diễn không chỉ giúp cây lúa phát triển tốt, gia tăng năng suất mà còn giảm từ 30 đến 50% lượng phân hóa học so với trước đây. Mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Arabio được triển khai 5 điểm trong vụ đông xuân năm nay ở xã Thành Đông A, huyện Tân Hiệp, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất và xã Hòa An, huyện Dông Riền. Mỗi điểm khảo nghiệm có diện tích 1 hectare, được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi khuyến cáo nông dân sử dụng sản phẩm này ngâm hạt giống trước khi xạ và phun cho lúa 3 lần. Lần thứ nhất, lúc lúa từ 10 đến 12 ngày sau khi xạ. Lần thứ hai, lúc lúa từ 40 đến 45 ngày tuổi và phun lần thứ ba sau khi lúa trổ đều. Bà con nông dân tham gia mô hình trình diễn phân bón hữu cơ vi sinh Arabio trong vụ lúa đông xuân được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Vĩnh Lợi hỗ trợ phân bón trị giá 2 triệu 170 ngàn đồng và được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp và sử dụng phân bón hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong canh tác. Năm nay tôi sử dụng thuốc Arabio này là 1 hectare 2. Thì qua cái nhận xét của tôi thì nói chung cái thuốc này, cái phân này thì nó đạt kết quả tốt do là nó cứng cây, ít bị sâu gầy. Thì qua cái sử dụng trực tiếp thì nói chung là tôi giảm được khoảng 70% phân là chuyên dùng. Thuốc thì giảm là trên 50%. Cái sản lượng lúa năm nay thì qua cái kết quả thì theo cái mặt lúa thì cỡ 1 tấn 1. Nhờ được hỗ trợ phân bón cho nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật và khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp thăm canh, nên lúa ở các điểm trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Arabio trong vụ hè thu vừa qua và vụ đông xuân năm nay ở một số huyện trong tỉnh đều phát triển tốt, cứng cây, ít đổ ngã, hạn chế được sâu bệnh so với những vụ lúa trước. Riêng vụ đông xuân này, lúa ở các điểm trình diễn đạt năng suất bình quân từ 8 tấn rưỡi đến 9 tấn lúa tươi 1 hectare và tăng hơn 15% so với ruộng đối chứng không sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Arabio. Qua hai vụ mà chúng tôi có khảo nghiệm cái phân qua lá Arabio của Công ty Vĩnh Lợi trên các cái vùng đất khác nhau của Tân Hiệp, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất. Thì qua cái quá trình mà theo dõi thì chúng tôi thấy là cái sản phẩm này nó đã giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển rất là tốt, đặc biệt là cái tỷ lệ hạt chắc trên bông cao. Hầu như là đối với cái khi sử dụng phân này thì bà con đã giảm cái phân gốc từ 50 đến 70% nhưng vẫn bảo đảm được năng suất và sâu bệnh nó xuất hiện tương đối ít. Từ những kết quả đạt được trong vụ hè thu 2013 và vụ đông xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Kiên Giang sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Lợi và bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh tiếp tục trình diễn phân bón hữu cơ vi sinh Arabio trong những vụ lúa tới để cơ quan chuyên môn có cơ sở khoa học xây dựng hoàn chỉnh quy trình sử dụng phân mới này phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng sản xuất của tỉnh, đồng thời hướng tới xây dựng vùng sản xuất lúa sử dụng sản phẩm hữu cơ vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng nông sản hàng hóa. Thì để mà sử dụng cho nó mang lại cái hiệu quả phát huy được cái tiềm năng của sản phẩm này thì bà con cần phải lưu ý là theo dõi và đọc kỹ cái bản hướng dẫn trước khi sử dụng. Mặc dù cái phân này thì trong cái quá trình sử dụng nó cũng rất đơn giản là chúng ta chỉ có ngâm giống
rồi sau khi chúng ta xạ lúa con phân đợt 1 được 3 năm ngày chúng ta phun đợt 1. Và khi cái lúa bước vào giai đoạn tự đồng chúng ta phun đợt 2. Và khi cái lúa trổ đều chúng ta phun đợt 3 thì đã bảo đảm. Mà chúng ta lưu ý là khi sử dụng cái phun này thì phải không được trộn chung với bất cứ loại học nào. Mà khi chúng ta muốn sử dụng các loại thuốc học thì chúng ta cần cách ly thời gian ít nhất là từ 4 cho đến 7 ngày thì nó sẽ phát huy hết được cái hiệu lực. Rất mong bà con ta làm đúng kỹ thuật và tận dụng được cái cơ hội này để làm giảm cái chi phí trong quá trình sản xuất. Hiện nay vụ lúa đông xuân ở Kiên Giang sắp kết thúc, bà con nông dân đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, vụ lúa này bà con sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi như nắng hạn đầu vụ, mưa bão ở giữa vụ, cuối vụ, cây lúa dễ đổ ngã và sâu bệnh dễ tấn công gây hại. Do vậy, bà con ở các địa phương trong tỉnh có thể sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Agribio cho vụ lúa hè thu năm nay, đồng thời áp dụng các biện pháp thăm canh nhằm giúp cây lúa khỏe, phát triển tốt ngay từ đầu vụ, lúa cứng cây, giảm được chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tạo tiền đề để cho cây lúa đạt năng suất cao.